Thanh kiểm tra hoạt động ngẫu nhiên các cơ sở kinh doanh dịch vụ làm đẹp tại thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc và thành phố Vũng Tàu. Đoàn kiểm tra Sở Y tế đã phát hiện các cơ sở này thực hiện các dịch vụ không đúng với giấy phép đăng ký hay sử dụng nhiều loại mỹ phẩm không có hóa đơn chứng từ xuất xứ. Cụ thể, cơ sở chăm sóc tóc Đức Trí ở đường 27 tháng 4, khu phố Thành Sơn, thị trấn Phước Bửu đã hoạt động được 1 năm, nhưng đến nay vẫn chưa đăng ký kinh doanh. Hầu hết các loại mỹ phẩm và các dụng cụ sử dụng cho dịch vụ chăm sóc, phun thêu môi, chân mày đều không có hóa đơn chứng từ để chứng minh nguồn gốc. Chứng từ thì không có chị, nhưng mà có hóa đơn ở trên đó, nhưng mà mỗi lần mua là em không có giữ lại thôi. Các hóa đơn giấy tờ để mà chứng minh nguồn gốc xuất xứ thì mình có chị? Dạ không, tại vì công trên đó là cái chị đó chị nhập hàng về á, thì chị em biết là chị nhập hàng của công ty thì mình lấy nó về thôi. Chị bán uy tín hồi xưa tới giờ. Dạ. Còn cơ sở Spa Nguyễn trên đường 30 tháng 4, phường Rạch Dừa, thành phố Vũng Tàu giới thiệu thực hiện các dịch vụ làm tóc, móng, phun thêu môi và chân mày, xóa xăm. Nhưng tại thời điểm đoàn kiểm tra, nhân viên tại cơ sở cũng chưa có giấy chứng nhận qua đào tạo. Một số loại mỹ phẩm nhập khẩu sử dụng tại cơ sở không có nhãn phụ, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Theo quy định, giấy phép hoạt động của những cơ sở kinh doanh dịch vụ làm đẹp này do chính quyền địa phương cấp, nhưng cơ sở vẫn phải thông báo cho Sở Y tế về những dịch vụ thực hiện tại cơ sở mình. Thế nhưng trên thực tế, hầu hết các cơ sở làm đẹp đều không thông báo cho Sở Y tế. Thật sự là tôi không biết là phải thông báo cái vấn đề này lên Sở Y tế. Và khi thành lập thì tôi chỉ ra đăng ký giấy phép kinh doanh thôi. Kiểm tra một số cơ sở thì thấy rằng thứ nhất á, là những cái người mà chủ cơ sở người ta cũng không nhận thức được cái việc thực hiện các cái dịch vụ nào là được thực hiện trên khách hàng, những cái dịch vụ nào mà không được thực hiện. Thứ hai nữa là về các cái vấn đề mà sử dụng các cái sản phẩm mỹ phẩm dành cho cái khách hàng thì cũng không rõ được là phải cần có hóa đơn chứng từ hay là phải cần có những cái bộ nhãn phụ bằng tiếng Việt nếu đó là sản phẩm có nguồn gốc từ nước ngoài. Thực tế kiểm tra cho thấy phần lớn các cơ sở thẩm mỹ đều không thông báo cho Sở Y tế về các dịch vụ thực hiện hoặc thực hiện những dịch vụ nằm ngoài phạm vi đăng ký. Vì các cơ sở thẩm mỹ không thông báo cho Sở Y tế về các loại hình dịch vụ thực hiện, nhưng Sở Y tế chưa có giải pháp khắc phục, cho thấy công tác quản lý lĩnh vực này chưa chặt chẽ. Đây là một trong những nguyên nhân khiến các cơ sở thực hiện các loại hình dịch vụ thẩm mỹ ngoài danh mục đăng ký kinh doanh, thậm chí ngoài năng lực chuyên môn, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra các biến chứng như vụ tai nạn tiêm filler làm đẹp diễn ra tại thị trấn Phước Bửu, làm một nạn nhân bị mù mắt và hoại tử vùng mũi xảy ra vào tháng 10 vừa rồi. Và cũng chỉ sau sự cố trên, Sở Y tế mới chỉ đạo phòng y tế các địa phương ra soát, thống kê các cơ sở làm đẹp. Trên cơ sở đó, lên kế hoạch quản lý nhằm ngăn ngừa việc các cơ sở làm đẹp thực hiện các kỹ thuật không được phép.